Thưa quý vị, nhằm xây dựng thành phố môi trường, thành phố sinh thái, Đà Nẵng đã và đang nỗ lực rất nhiều cho công tác bảo vệ môi trường. Tùy theo đặc thù, từng địa phương trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã có cách làm sáng tạo để giữ gìn môi trường xanh và hướng đến sự phát triển bền vững. Huyện Hòa Vang là một ví dụ. Đây là buổi ra quân thu gom rác thải tại khu vực nút giao thông đường tránh Túy Loan và trồng cây xanh tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã của Đoàn Thanh niên xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang vào sáng qua, được thực hiện trong khuôn khổ phong trào Ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp. Ngoài hơn 70 bạn trẻ tình nguyện tham gia hoạt động này, còn có sự đồng hành của Hội Cựu chiến binh xã. Thứ bảy tôi ra quân ngày thứ bảy tình nguyện và chủ nhật thì chúng tôi ra quân ngày chủ nhật xanh sạch đẹp. Thì qua đó thì cũng giúp các bạn đoàn viên thanh niên chúng tôi cũng đi nhặt rác trên các tuyến đường và chúng tôi cũng tái tạo lại môi trường, giúp môi trường của Hòa Vang ngày một trở nên xanh sạch đẹp hơn. Với người dân thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, việc ra quân dọn vệ sinh vào sáng chủ nhật hàng tuần vốn đã trở nên quen thuộc. Bà con cùng quét rác rồi nhổ cỏ, cắt cỏ xung quanh khu vực nhà gươn và dọc các tuyến đường, tạo khí thế lao động vui tươi sôi nổi. Ngay cả các em nhỏ như thế này cũng tỏ ra phấn khích khi đi theo cha mẹ dọn vệ sinh. Trong tất cả các hàng tuần là đúng là ngày chủ nhật là bà con đều tham gia các hoạt động dọn vệ sinh. Trừ khi ngày phong tỏa dịch Covid hoành hành là bà con không tham gia. Ngày hết dịch là bà con tiếp tục tham gia các hoạt động ngày dọn vệ sinh Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú cũng như là có hội đoàn thể của xã, ban nhân dân các thôn thì cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện ra quân các phong trào vào sống ngày chủ nhật hàng tuần. Thì đây là một trong những các phong trào đã tạo sức hút cũng như là đã đi vào thực tiễn và tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Những ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần, phong trào ra quân dọn vệ sinh từ lâu đã trở thành thói quen của cán bộ và người dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt, từ khi huyện lập nhóm group Zalo Môi trường xanh Hòa Vang, phong trào càng lan tỏa mạnh mẽ hơn. Hàng tuần các xã đều có điểm ra quân tại các thôn đã đăng ký và kết quả ra quân được kịp thời đưa lên group Môi trường xanh Hòa Vang. Cách tiếp cận mới này được xem là điểm nhấn trong công tác bảo vệ môi trường của địa phương nơi đây. Nhóm group Zalo huyện Hòa Vang về công tác môi trường được tạo ra từ tháng 4 năm 2018. Thì qua đó là được tập hợp được là hơn 340 trong người tham gia nhóm group này, gồm có lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã, thôn và các trường học. Qua đó được thông tin kịp thời những cái hoạt động về môi trường cũng như những chủ trương chính sách của thành phố, của huyện về công tác môi trường trên địa bàn huyện, tạo ra sự lan tỏa. Và trong năm qua thì có 37 cuộc ra quân với hơn 2.000 người tham gia. Cùng với phong trào ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, huyện Hòa Vang đã tăng cường công tác quản lý chất thải rắn, thực hiện mô hình phân loại rác tại hộ gia đình, tái chế rác thải, nhân rộng ý tưởng trồng hoa hai bên tuyến đường, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu đảm bảo xanh sạch đẹp, qua đó góp phần tạo ra diện mạo mới cho vùng quê Hòa Vang. Năm 2020, huyện Hòa Vang là địa phương duy nhất trên địa bàn Đà Nẵng và cũng là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của cả nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trao tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những nỗ lực của nhân dân và cán bộ huyện Hòa Vang trong công tác bảo vệ môi trường và sẽ là động lực để huyện Hòa Vang phấn đấu hơn nữa trên hành trình hướng đến sự phát triển bền vững.